Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Đức Phước và Nguyễn Hồng Diên choảng nhau, cả hai rớt đài. Có thể nói trong hai ngày qua, ngành xăng dầu thuộc Bộ Công Thương của Việt Nam đã làm cho xã hội giật lùi về thời kỳ bao cấp. Cảnh tượng chẹp tem phiếu dường dưng như đã qua trong lịch sử mà giới trẻ hiện nay không bao giờ được nhìn thấy, nay lại được tái hiện. Tại thành phố lớn nhất của đất nước, người dân đã phải xếp hàng rất dài để được đổ xăng kiểu định mức 30.000 đồng cho mỗi bình. Một tình trạng tồi tệ chưa bao giờ xảy ra trong 3 thập kỷ qua. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Bộ Công Thương là cơ quan phải chịu trách nhiệm vì chuyện này đã manh nha từ nhiều ngày trước. Thực tế, từ ngày 3 tháng 10, lượng xăng dầu mà cây xăng nhập về đã là nhỏ giọt. Các công ty cung ứng xăng dầu đầu mối đã bán ra số lượng hàng cầm chừng hoặc không đủ cầm chừng cho các cây xăng với chiết khấu 0 đồng hay chiết khấu âm. Được biết, suốt 3 quý vừa qua tới quý 4, giá chiết khấu ngay cả khi xăng ở giá đỉnh vẫn chỉ vài trăm đồng, hiếm lắm mới thấy lên được 1.000 đồng. Vậy giá xăng cực điểm, cây xăng không có lãi, dân thì rên xiết. Vậy ai lãi là câu hỏi được đặt ra. Để xảy ra hệ lụy hơn 20% cây xăng tại thành phố trọng điểm kinh tế lớn nhất đất nước khát xăng là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Trách nhiệm này phải chỉ đích danh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, với tình hình thê thảm hiện nay, ông Diên vẫn cố khẳng định không thiếu xăng. Nhưng thực tế thì ngay cả cây xăng chịu lỗ mua xăng đổ vào bồn bán cho dân thì vẫn không mua được xăng. Vấn đề này đã được cảnh báo từ một tháng trước đó khi Bộ Công Thương rút giấy phép của 5 doanh nghiệp đầu mối phía Nam. Trong kinh doanh, biết trước thông tin một vài giờ đã có thể thay đổi cục diện. Bộ trưởng được cảnh báo trước một tháng mà dân thì còn phải xếp hàng, đội mưa đổ mấy chục ngàn đồng tiền xăng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Vụ án này sẽ là vụ án nghiêm trọng, không thua gì vụ Việt Á. Nó đưa tới đời sống người dân đến khốn cùng và đưa nền kinh tế đất nước trên bờ sụp đổ. Người chịu trách nhiệm trước hết là ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, và người liên đới chịu trách nhiệm với ông Diên là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bởi việc nhập xăng và quy định giá bán của nó là trách nhiệm của liên ngành. Tuy nhiên, khi thấy tình hình ngày một nghiêm trọng, ông Hồ Đức Phước là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đổ hết trách nhiệm cho Nguyễn Hồng Diên như Bộ Tài chính không có liên quan gì trong việc này. Những ngày gần đây thì cộng đồng mạng đã réo tên cả hai ông bộ trưởng trong vấn đề trách nhiệm trong việc cung cấp xăng dầu. Tuy vậy, theo ý kiến một số đánh giá rằng bản chất của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là hay đổ lỗi cho nhau. Thông thường cấp trên đổ lỗi cho cấp dưới. Tuy nhiên, ông Hồ Đức Phước và ông Nguyễn Hồng Diên là ngang cấp nên có thể gọi là đánh bùn sang ao hoặc đổ lỗi cũng đúng. Công bằng mà nói, trong hai ông bộ trưởng thì trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương nặng hơn. Vì thế, khi bị ông Hồ Đức Phước đổ lỗi, tạm thời ông Nguyễn Hồng Diên chưa phản ứng vì lỗi của ông là nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, có ý kiến thì cho rằng nếu tình hình ngày một nghiêm trọng thì hai ông này sẽ choảng nhau là điều khó tránh khỏi. Nếu là những ông bộ trưởng có trách nhiệm thì trong khủng hoảng thường phối hợp với nhau để giải quyết thì mới gỡ được khó khăn. Còn cứ choảng nhau hay đổ lỗi cho nhau thì khó khăn lại càng thêm khó khăn mà người chịu thiệt thòi vẫn là người dân cả nước. Đây là hình ảnh hai cựu bộ trưởng cùng rớt đài. Vụ thiếu xăng là vô cùng nghiêm trọng. Rồi sau vụ này e rằng không còn ông bộ trưởng nào còn có thể vững trên cái ghế của mình. Mỗi ông làm muốn giữ ghế khi tiêu cực có liên quan xảy ra. Khi vụ Việt Á nổ ra, cả ông cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh và bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đều cho bị rớt đài. Vì thế nếu vụ thiếu xăng ngày một nghiêm trọng là e cả hai ông bộ trưởng cùng rớt đài, chứ chẳng ai vững vàng trên ngai của mình cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đời Dũng Tướng như phế sau Hội nghị Trung ương 6, anh Tô Lâm lại bế tắc. Có thể nói trong những tháng qua, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm hết sức để được thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là cách duy nhất ông Tô Lâm có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị sau khi hết nhiệm kỳ. Mỗi người ngồi lại chiếc ghế không quá hai nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các thanh củi của ông Trọng đều cảm thấy ông Tô Lâm là hung thần. Từ Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long v.v. át hẳn đều cảm thấy như vậy.
những người đó ngại Tô Lâm vì những người này có khả năng làm củi. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Xuân Phúc thì không dễ chút nào. Ông Phúc không phải là những người như vậy. Đây là hình ảnh, dù tận tụy phỏ tá ông Tổng, giấc mơ tứ trụ vẫn còn xa vời đối với ông Tô Lâm. Cũng có binh quyền trong tay, có công cụ điều tra và cấp cao nhất trong đảng ủng hộ. Bóng Tô Lâm không loại được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì xem ra sức mạnh chính trị của Tô Lâm không thể so với những người này cho được. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 chính là cơ hội lớn nhất để ông Tô Lâm làm nên việc lớn, bởi vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đều là những đại án mà vợ ông Chủ tịch Phúc có chút dính líu. Và hiện nay vụ án đang được ông Tổng Bí Thư đẩy mạnh về mặt đảng và về mặt pháp luật. Vậy ông Tô Lâm không thể làm gì được là vì sao? Câu hỏi đang được đặt ra. Có một số người thì đánh giá rằng nếu Hội nghị Trung ương 6 mà ông Tô Lâm không thể làm gì được ông Nguyễn Xuân Phúc thì những hội nghị Trung ương sau cũng khó mà bứng ông Phúc cho được. Muốn bứng ông Phúc thì phải moi ra những sai phạm lớn, và hiện nay bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, bị điều tra thì rất có thể bà sẽ thu mình, không dám làm những điều tương tự như thế. Mà một khi người nhà của ông Phúc thu mình thì điều đó cũng có nghĩa là với việc cơ hội trong Tô Lâm cũng bị hẹp dần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn sừng sững như thách thức ông Tổng và ông Tô Lâm. Người tiền nhiệm của ông Tô Lâm là ông Trần Đại Quang. Khi đại hội 12 năm 2016, ông Quang 60 tuổi và làm Bộ trưởng Bộ Công an một nhiệm kỳ. Vậy mà lúc đó ông Quang lại vào được tứ trụ mà không nhờ ai nâng đỡ. Điều đáng nói là ông Quang không hợp với ông Trọng và ông cũng vào tứ trụ. Trong khi đó Tô Lâm ngồi lại chiếc ghế Bộ trưởng ở nhiệm kỳ thứ hai mà vẫn không thể vào được tứ trụ, mặc dù 5 lần 7 lượt ông cố nỗ lực. Ông Tô Lâm đời thì dũng tướng, lẫy lừng, nhưng vào nhóm tứ trụ, ông như một đứa trẻ con trước các bô lão, đầu óc già dặn. Không biết sắp tới, ông Tô Lâm sẽ nhờ ông Tổng dùng luật chơi gì để cứu lấy sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, chứ nếu dùng luật của đảng và pháp luật thì xem như không ăn thua. Không phải ai cũng nắm binh quyền cũng có sức mạnh trên chính trường. Làm chính trị là phải lôi kéo vây cánh, phải thâm hiểm, phải biết gài bẫy đủ thứ và biết ném đá, giấu tay. Tuy ông Tô Lâm biết rất nhiều chiêu trò như thế vì ông lớn lên từ ngành an ninh của Đảng Cộng sản. Mặc dù vậy, đấy là ông gài con mồi đã muốn chạy trốn và tránh né ông. Còn đây là những con người họ có đầu hơn hẳn đầu của ông, thì những chiêu thức ông Tô Lâm đã học e là không thể áp dụng. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang vào được tứ trụ nhưng ông Tô Lâm thì lại không. Cũng có người nhận xét rằng ông Trần Đại Quang ra vẻ là người biết làm chính trị hơn ông Tô Lâm. Trần Đại Quang rất tàn ác nhưng hành động khéo léo chứ không lộ liễu. Đặc biệt là các hành động xây dựng hình ảnh, ông Quang không dại dột làm những điều như ông Tô Lâm làm bao giờ. Và đó là lý do vì sao trong đảng, ông Quang được nhiều người sự ủng hộ hơn và ông đã lên chiếc ghế chủ tịch nước bất chấp sự không ủng hộ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Còn ông Tô Lâm thì lại khác. Gần như ông rất bất cẩn trong việc xây dựng hình ảnh và chính ông cũng mất uy tín trong đảng nghiêm trọng. Cho dù ông được ông Tổng ủng hộ, nhưng đến giờ này ông Tô Lâm vẫn chưa thỏa được ước mơ vào tứ trụ. Cũng có người cho rằng nếu ông Tô vào được tứ trụ thì sự nghiệp chính trị của ông sẽ không bền.